Xin gửi lời chào đến tất cả người. Nếu người đang quan tâm đến những cái dòng động cơ xe máy thì bên em hôm nay giới thiệu cho người 5 cái đầu máy, bao gồm có một cục máy WA đời 202, hai cục máy Zim Thái, một cục máy Sirius và cục máy Zim Tàu. Mọi người có thể tham khảo qua những cái dòng máy như này. Mọi chi tiết sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp ba cái số điện thoại trên màn hình cho em. Quý Bắc Giang 0364011683, 0983198833 và 0915198833. Những cái cục máy này thì em đều đã đánh mã số và giá tiền rồi. Mọi người nán lại xem hết video nhá. Sau đây em sẽ giới thiệu luôn cho mọi người. Mọi người cần máy nào thì cứ trực tiếp báo mã số thôi. Đầu tiên thì giới thiệu cho mọi người đây là một cục máy hàng Zim Thái. Zim Thái máy máy Nhật, máy in Japan này. Chi tiết thì những cái cục máy thì ví dụ con này là giá 4 triệu, mã C54, những con tầm giá khoảng 3 triệu, 4 triệu nhé. Thì toàn bộ máy là nó đã chạm rồi. Nhưng mà tuy nhiên ví dụ như cái cục 4 triệu này thì nó sẽ được những cái bộ phận đồ như thế nào thì em báo qua đồng người. Được cái phần vách là vách giữa là con này thì nói chung là đã chạm rồi. Nhưng mà đồ thì em vẫn cam kết đồng người đồ ngon, đồ chính hãng, hàng Honda. Cốt tải đồng người xem đây. Cốt tải này nó đạt đến 95%. Còn cực kỳ dày dặn. Vách máy vẫn vách máy xịn này, GB6P này. Phần côn của đây. Quay cận cảnh chi tiết từng cái góc cạnh để mọi người xem kỹ hơn. Nắp bên côn, dòng này dòng Zim cao. Máy Nhật. Những cái đồ trang bị trên máy này thì bao gồm cái phần đầu bò là đầu bò ET Thái, ET9, hơi là hơi 97 nóng trứng. Thông thường ví dụ như trên thị trường những cái dòng giá như này có thể đầu bò hơi nó thay rồi, thay đồ lô rồi, nhưng mà cái con này nhá thì nó được sử dụng trên cục máy là đồ Thái, đồ bò ET và hơi là hơi chuẩn xịn của nó, hàng Honda. Đấy. Nắp bên côn này. Máy thì em cũng đã xịt rửa vệ sinh qua rồi và em đã test ok hết rồi. Về mọi người chỉ việc gác lên sử dụng thôi, không phải chỉnh sửa nữa. Máy có bảo hành, hàng Zim cao. Máy Nhật, nắp bên điện này. Người về cần xử lý đẹp lại nữa thì người sơn lại những cái lốc. Còn cơ bản những cái cục này thì em đã ba đồng người là nổ ngon êm, không khói không bú. Mã số C54, giá 4 triệu bao ship. Cù đè con này là sổng cù đè lô. Em có báo rõ tình trạng từ cục nữa, mọi người xem kỹ. Phụ kiện kèm theo máy thì sẽ bao gồm có bộ chế khí, em gọi bình xăng con ấy. Chế vẫn chế xịn nhưng nó hơi bẩn tí thôi. Mọi người về vệ sinh lại. Mang cá cần đạp số lọc gió, con này thì không có dàn điện đâu, giá 4 triệu. Quay giúp em một vòng. Có video test nổ từng cái cục này nhá. Mọi người chốt được cùng máy mã số C54 DREM cao, 4 triệu bao ship. Lên cho mọi người cùng tiếp theo. Cục thứ hai đây là một cục máy Lifan lắp xe Dream. Dreamway là có thể lắp được hết. Nòng sử dụng nòng gang. Hơi của nó sống hơi 97. Chi tiết ốc đầu bò mọi người xem kỹ đây. Những cái cục máy này thì giá vô cùng rẻ luôn. Về mọi người gác lên những cái con xe chạy chậm. Hàng Lifan nội địa Trung Quốc à. Nòng gang hơi 97 đây. Con này giá chỉ có 1 triệu rưỡi. Giá này thì em có giảm 100.000 về mọi người thay dầu đổi nhớt. Cái mã nó hơi xấu thôi nhưng mà chất máy thì cam kết cho mọi người là nó ngon, êm, không khói, không ngú. Những cái cục này em test rồi là em đánh mã ok hết này. 1 triệu tư cho cục máy mã số là C55. Dream kèm theo phụ kiện bao gồm có bộ chế khí, Kenin, máy, cần đạp số và bộ IC con nạp kèm theo máy. Máy nổ ngon vì chất lượng. C55 quay giúp em vòng. Cốt tải thì nó đạt đến 90%, 90-95%. Cực kỳ dày dặn, máy chất. Thông thường mọi người bảo mua những cái máy thì 500-600 nghìn thì thường là sẽ không có cái giá đấy đâu. Máy đấy chỉ có mua máy chết. Về mọi người phải thay côn, thay nòng, thay đủ. Chi phí có thể đến tầm hơn triệu nữa. Nhưng mà cục máy này chỉ có 1 triệu tư mà máy em vẫn bảo hành, nổ ngon êm. Mọi người chốt được cục này liên hệ cho em. Tiếp theo lên mọi người cục thứ 3 là cục máy Sirius. Sirius
110. Dòng này thì em nhận được trong cái lô giá rẻ. Đấy, lô giá rẻ. Chất máy thì bao đồng người là máy zin, chất nó ngon êm, không khói không hú. Những bộ phận zin thì bao gồm có vách giữa là chưa trẻ này, côn điện là còn zin này. Đầu bò chưa tháo, hơi chưa thay. Quay cận cảnh từng cái chi tiết góc cạnh của mọi người xem kỹ hơn. Máy này thì đâu, con này em báo lại nhá. Con này là đầu bò IP và cổ là cổ cao. Con này là dòng Jupiter. Jupiter nhá, không phải Sirius. Em báo nhầm. Cái chi tiết ốc đầu bò mọi người xem này, chưa một vết động cơ lê nhá, còn cực kỳ sắc nét. Máy thì em cũng đã xử lý vệ sinh qua rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn giữ được cái nước sơn zin mộc của nó nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng. Về mọi người gác lên chạy thôi, không phải chỉnh giữa nữa. Cốt tải để mọi người xem đây, nó đạt đến 95%. Những cái cùng máy này em đều đã tuyển chọn rồi và đã kiểm tra test nổ ok hết rồi. Về mọi người chỉ vào gác lên và sử dụng. Quay giúp em bóng Jupiter 110. Máy zin nổ êm, ngon không khói không ngủ. Đấy, sạch sẽ khô ráo. Con này có mã số là C56, giá 2,7 triệu. Jupiter 110 all ship, kèm theo có cần đạp, cần số chế và dàn điện đầy đủ. Tiếp tới lên cho mọi người cục thứ tư là một cục máy hàng Dremlun, giá rẻ. Con này thì giá vô cùng rẻ thôi, chỉ có 2,5 triệu thôi mà mọi người vẫn được sử dụng là máy Honda. Con này có mã số là C58. Quay phần củ đè trước là củ đè Mitsuba này. Nói chung là máy giá như thế này rồi thì máy nó cũng không được gọi là quá ngon đâu. Đấy, về mọi người gắp lên những con xe chạy chợ mà vẫn dùng hàng hãng Honda, cốt tải nó đạt đến 80%. Vách máy vẫn vách máy xịn này. Hàng Made in Japan, nắp bên điện đây. Máy thì em vẫn cam kết là nổ ngon, nổ với hoạt động bình thường. Đầu bò của nó vẫn là đầu bò E19, hơi 97 nóng trứng, cổ gần 5. Phụ kiện kèm theo máy thì bao gồm có cục máy, dàn điện và các chi tiết điện sạc đi xe mobile đầy đủ. Điện này thì nó là điện điện lô nhá. Đấy, báo rõ luôn. Con nào nó theo tầm giá như nào. Còn thông thường nếu ví dụ các bác cần máy zin thì xong cái phân khúc máy Dream lùn như thế này, máy zin cũng phải tầm trên 6 triệu. Đấy, con này máy nó đã chạm rồi. Mã số là C58. Giá 2,5 triệu bao ship. Quay giúp em vòng. Máy hoạt động bình thường. Thông thường mọi người mua một cái con xác máy thôi đã giá là 2 triệu rồi, nhưng con này chỉ có 2,5 triệu thôi. Ok, lên mọi người cục tiếp theo. Một cục máy hàng WA202 lốc cong. Con này thì cũng khá nhiều bác hỏi em về cái dòng này rồi. Lâu lâu em về được cục máy chất như này thôi. Máy thì em bao cho mọi người là đồ hãng. Máy zin chất, nổ ngon êm, không khói không hú. Máy zin nhá. Con này thì em cũng đã xử lý bắn qua để cho nó sạch rồi. Các bác cần đẹp hơn nữa thì bên em có thể tỉa lại thân đen. Đấy, để cho nó đẹp. Thật ra nó cũng đẹp mắt thôi. Nhưng mà chất lượng thì con này thì em cam kết mọi người nó ngon êm. Đấy, còn vách giữa là chưa trẻ này, côn điện là gòn này. Cốt tải mọi người xem này, nó đạt đến 95%. Vách máy xịn. Điện lốc cong. Dòng quay nhỏ nhá. Lắp những cái dòng quay nhỏ hơi 97 này. KM1. Quay cận cảnh trung ti chi tiết con ốc cho mọi người xem kỹ hơn. Nắp cam này, ốc đầu bò này. Đầu bò đầu biếu này, hơi là đầu bò là 2VN1. Củ đề là dùng củ đề quay xịn này. Con này có mã số là C59. Giá 5 triệu bao ship, kèm theo phụ kiện bao gồm có cục máy và dàn điện. Dàn điện thì các chi tiết điện sạc IC pin đầy đủ hết. Măng cá, lọc gió. Quay giúp em vòng. Về các bác lắp lên cái xe nó xịn ấy, thì các bác tháo hai bên lốc ra sơn nó đẹp. Còn các bác cần sơn tỉa lại thì bên em có sơn tỉa lại. Giá vẫn thế thôi, 5 triệu trong một máy C59. Ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp nhiều dòng sản phẩm máy móc khác nữa. Thì mọi người cần máy gì có thể bình luận phía dưới. Đấy, ở đây hiện tại em đang có một dàn máy
VA110 này. Đấy, máy Sirius, máy filter mập, filter 2 67 CD, đủ các thể loại nhá. Ok, mọi người có nhu cầu sử dụng liên hệ trực tiếp 3 số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Chào mọi người.